Xin mến chào quý vị và các bạn. Có một ngôi làng nhỏ trên núi ở ngoại ô giữa hai thành phố Thọ Dương, Tiêu Tác của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được gọi là làng Phong Môn. Quả không sai, đây chính là làng ma số 1 của Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết kinh dị. Ngôi làng này thậm chí còn được dựng thành nhiều bộ phim kinh dị và được đưa lên các diễn đàn mạng. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về điều thần bí về ngôi làng ma số 1 Trung Quốc này nhé. Tiểu thuyết kể rằng, có rất nhiều sự kiện siêu nhiên ở làng Phong Môn. Ví dụ như, ở làng Phong Môn có một chiếc ghế thái sư xuất hiện từ thời nhà Thanh. Tất cả đồ vật trong làng đều cũ đầy bụi, nhưng chiếc ghế này thì không tì vết. Người ta nói rằng, ngồi trên chiếc ghế này sẽ mang lại sự xui xẻo. Trong một ngôi nhà ở làng Phong Môn, người ta nói rằng có hai chiếc quan tài. Nhưng một ngày nọ, những chiếc quan tài đột nhiên biến mất. Làng Phong Môn ban đầu là một ngôi làng nhỏ trên núi với dân số đông đúc. Nhưng sau đó, số người giảm xuống, cho đến khi nó trở thành một ngôi làng nhỏ trên núi không ai ở đó. Bởi vì có rất nhiều câu chuyện thần bí bao trùm ở làng Phong Môn, nên làng Phong Môn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà thám hiểm. Thậm chí có người còn mạo hiểm vào thôn Phong Môn vào ban đêm. Từng có một nhân vật nổi tiếng trên mạng đột nhập vào thôn Phong Môn vào ban đêm để phát sóng trực tiếp, nhưng bị mắc kẹt trong làng. Anh ấy không thể ra ngoài và cuối cùng phải gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Vào khoảng tháng 2 năm 2021, sau khi người nổi tiếng trên mạng là Sue tìm thấy tin tức về làng Phong Môn trên Internet, anh ấy bắt đầu quan tâm tới làng Phong Môn. Để thu hút người hâm mộ, anh ấy quyết định đến thăm làng Phong Môn vào ban đêm và phát sóng trực tiếp trong cuộc phiêu lưu của mình. Ở Thẩm Dương, tỉnh Hà Nam, vào tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh, nơi này nằm ở vùng núi, tuyết rơi vẫn còn chưa tan. Trên đường đến làng Phong Môn, người nổi tiếng trên mạng đã được kể bởi một người bảo vệ rừng rằng ngọn núi nguy hiểm và con đường đã bị chặn. Người nổi tiếng trên mạng đã không nghe theo lời khuyên và lẹt lên núi từ đường mòn. Thật bất ngờ, sau khi vào làng Phong Môn, người nổi tiếng trên mạng đã không thể thoát khỏi ra và bị mắc kẹt xung quanh làng Phong Môn. Đây được gọi là ma đập vào tường trong những câu chuyện siêu nhiên. Chẳng lẽ thật sự có chuyện siêu nhiên xảy ra ở làng Phong Môn? Trên thực tế, trước hết, anh ta không phải là người địa phương mà là người ở tỉnh Em Huy. Anh ta đến đây vì theo dõi thông tin trên mạng. Hơn nữa, anh ta không quen thuộc với địa hình nơi đây. Trời tối và tầm nhìn không cao, bị lạc và mắc kẹt sâu trong núi. Thứ hai, địa hình của Phong Môn rất phức tạp, núi có hướng Bắc Nam và hướng Đông Tây. Trong trường hợp không có đối tượng tham chiếu, rất dễ mất cảm giác về phương hướng và bị lạc. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta đã phải gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Khi cảnh sát giải cứu, vì đường núi rất hiểm trở và không có đường cao tốc tới làng Phong Môn cho các phương tiện, cảnh sát phải đi bộ đến giải cứu. Do đoạn đường chủ yếu là vách đá và có tuyết dày trên đường nên quá trình giải cứu diễn ra rất chậm. Không chỉ vậy, một số người trong đội cứu hộ còn bị bong gân ở chân. Nhưng để giải cứu người nổi tiếng trên mạng, cảnh sát miễn cưỡng tiếp tục và tìm kiếm cứu nạn. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cũng có mưa tuyết, rất bất lợi cho công tác cứu hộ. Vì một khi mưa tuyết làm ướt quần áo, khả năng lấy đi thân nhiệt của quần áo ướt sẽ tăng lên rất nhiều. Và cảnh sát đang phải đối mặt với nguy cơ hạ thân nhiệt. May mắn thay, sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy Sue, một người nổi tiếng trên mạng bị mất tích. Sue cho biết anh bị mắc kẹt sâu trong núi 5-6 tiếng đồng hồ, không có thức ăn, thời tiết lạnh giá nên đã rất yếu. Nếu không được giải cứu kịp thời thì hậu quả rất thảm khốc. Và từ câu chuyện của Sue, người ta cho rằng đừng mạo hiểm
vào làng Phong Môn một mình vì tò mò. Làng Phong Môn mặc dù không phải là khu vực cấm, nhưng đồi núi hiểm trở và dân cư thưa thớt. Một khi mắc kẹt, rủi ro bạn gặp phải là rất cao. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu sự thật về làng Phong Môn. Làng Phong Môn thực chất là một ngôi làng nhỏ trên núi bình thường. Vậy tại sao nó lại có danh hiệu làng ma số 1 Trung Quốc? Trên thực tế, đây đều là lời đồn đại. Trước đây, Phong Môn Thôn cũng là một thôn nhỏ trên núi, dân cư phồn hoa. Điều này có thể nhìn thấy từ các tòa nhà ở thôn Phong Môn. Có rất nhiều tòa nhà và rất nhiều tòa nhà cổ được bảo tồn ở đây. Chúng ta hãy tìm hiểu dưới góc độ về điều kiện địa lý. Làng Phong Môn thực sự giống như một cái lọc. Ở đây có nguồn nước và đất canh tác. Xung quanh là núi và đường hẹp, khiến người ngoài khó vào. Trong những năm chiến tranh, người dân nơi đây có thể làm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, trong thời đại hòa bình, ưu điểm của làng Phong Môn đều biến thành nhược điểm. Trước hết là đường xá ở đây chật hẹp, xe cộ khó qua lại. Đường đi phần lớn là vách núi, khoảng cách từ làng Phong Môn đến ngoài đường thẳng mất 5 cây số mà phải đi bộ hết cả tiếng đồng hồ. Đi lại rất bất tiện. Do giao thông đi lại không thuận tiện nên điều kiện về y tế, giáo dục ở đây không tốt. Trong làng có người ốm đau, bệnh tật đột ngột, thường chết trước khi đưa đến bệnh viện. Nguồn lực giáo dục còn hạn chế, khiến thế hệ ở đây khó thay đổi vận mệnh nhờ học hành. Không còn cách nào khác để làm giàu trong những ngôi làng nhỏ. Nơi đây đang dần tụt hậu, đi lại rất bất tiện, và con gái phải lấy chồng trong làng. Trước tình hình đó, người dân trong làng lần lượt chuyển đi nơi khác sinh sống. Ngôi làng nhỏ trên núi này dần không có người ở và trở thành một ngôi làng hoang vắng. Kỳ thật, thôn trang như vậy rất nhiều. Ví dụ như thôn Vân Đài, gần nhất với thôn Phong Môn, chỉ còn lại 3 gia đình. Có thể tưởng tượng được, với việc các gia đình này tiếp tục rời đi, Vân Đài thôn cũng sẽ đóng cửa. Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng biến nó thành một ngôi làng hoang vắng? Và có thể vài năm sau, nơi đây sẽ xuất hiện những câu chuyện siêu nhiên. Đối với những câu chuyện siêu nhiên ở làng Phong Môn, nhiều người trong số họ dựa trên lời đồn đại bí ẩn về chiếc ghế Thái Sư ở làng Phong Môn. Người ta nói rằng chiếc ghế Thái Sư ở làng Phong Môn rất sạch sẽ, trong khi các vật dụng khác đã bị bám đầy bụi. Điều này thực sự là do làng Phong Môn, mặc dù là một ngôi làng hoang vắng, nhưng danh tiếng của nó đã dần tăng lên kể từ năm 2007. Ở đây có vô số đội thám hiểm, và ngay cả những người táo bạo cũng sẽ ngồi lên chiếc ghế này. Chiếc ghế Thái Sư này được giữ rất sạch sẽ. Sau đó, chiếc ghế Thái Sư này chỉ vì một lý do nào đó mà bị thất lạc, và cho đến nay không biết tung tích của nó ở đâu. Về bí ẩn quan tài trong nhà trống ở làng Phong Môn, khoảng năm 2011, hậu thế cũng tìm thấy hai chiếc quan tài trong một ngôi nhà ở làng Phong Môn, nhưng sau đó chúng đã biến mất. Giải thích về điều này, thực ra là do Phong Môn thôn mặc dù là một thôn hoang vắng, nhưng thế hệ cũ vẫn chú trọng đến việc lá rụng về cội. Sau khi người già qua đời, hài cốt của họ sẽ được chôn cất ở đây, cho nên việc chuẩn bị quan tài trong đó cũng không có gì lạ. Nếu sau đó chiếc quan tài đã mất, có thể một người già nào đó đã chết. Sự biến mất của làng Phong Môn thực sự giống như làng Mỹ Tuyệt trong tình yêu núi và biển. Do giao thông không thuận tiện và thiếu tài nguyên, dân làng mắc kẹt trong cảnh nghèo đói cùng cực. Nếu muốn thay đổi số phận, họ phải rời khỏi làng trên núi và di cư đến nơi có giao thông thuận tiện hơn. Trên đây là một số lời giải về làng ma số 1 Trung Quốc, làng Phong Môn. Tuy nhiên, trong cuộc sống này vẫn có những điều siêu nhiên xảy ra mà khoa học chưa giải thích được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.